Chào anh chị cô chú, Long Hoa rất vui được gặp lại anh chị cô chú trong một video mới nhất về review bất động sản tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sản phẩm ngày hôm nay Long Hoa muốn giới thiệu đến anh chị cô chú có tổng diện tích 8.000 mét vuông, có 300 mét thổ cư, có 150 mét mặt suối, rồi có 124 mét mặt tiền đường, là chuẩn bị rải nhựa và rất là thông thoáng. Tòa lạc tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sản phẩm ngày hôm nay là một sản phẩm giá ngợp, chủ cần bán gấp để giải quyết nợ nần ha anh chị. Cho nên là nó có một cái khung giá cũng khá là hợp lý tại thời điểm đất hạ giá như hiện nay. Long Hòa xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video. Long Hòa có vẻ hình dáng thửa đất ở trên Playcam. Suối của chúng ta là bao quanh lại hết cái mảnh đất, gần như là hết cái mảnh đất ha anh chị, khá là đẹp. Bề mặt suối thì rộng 5 mét, suối thì nước chảy quanh năm. Với những sản phẩm như thế này, có mặt tiền dài, có suối như thế này, có thổ cư thì cũng khá là kiếm ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng khá là hiếm anh chị ha. Từ vị trí này Long Hòa đưa Playcam di chuyển ra ngoài trung tâm của xã Quang Thành. Vị trí thửa đất nó tọa lạc tại xã Bình Giã nhưng mà giáp ranh với lại xã Quảng Thành ha anh chị. Hình ảnh của anh chị cô chú mình đang xem là khu dân cư Quảng Thành, hồ Quảng Thành, một trong những điểm nhấn của xã Quảng Thành. Và từ vị trí thửa đất của chúng ta, nếu di chuyển ra tới trung tâm này theo đường chim bay thì tầm khoảng cỡ 500 mét thôi. Còn nếu mà mình chạy xe thì mình đi khoảng cỡ 700 mét thôi ha anh chị. Mình sẽ tiếp xúc được với chợ nè, với trường học, với ủy ban, với công viên, với tất cả những dịch vụ nhu cầu tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống của con người. Dân cư ở đây thì đại đa số là dân cư dân địa phương ha anh chị, rồi một số là về đây nhập cư, chọn vùng đất Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu làm nơi ở, làm nơi an cư, nơi lập nghiệp luôn. Do là từ vị trí ở đây mà tiếp xúc với những cái dịch vụ tiện ích thì nó cũng khá là gần, rồi mảng xanh nó nhiều cho nên là không khí nó cực kỳ mát mẻ. Cạnh với một khu dân cư đông này là có một cái hồ đây có tên gọi là hồ Quảng Thành ha anh chị. Và cặp với con đường hồ Quảng Thành này là có con đường Kim Long Quảng Thành, một trong những con đường được coi như là con đường liên huyện liên tỉnh nha anh chị. Mình di chuyển thẳng ra hướng này thì tầm khoảng cỡ 2 cây số nữa thôi mình sẽ tiếp xúc với con đường quốc lộ 56. Nếu mà bên tay trái màn hình của anh chị, mình chạy thẳng là mình sẽ về tới trung tâm thị trấn Ngai Dao, trung tâm huyện. Còn nếu bên tay phải thì mình sẽ chạy về tới trung tâm thương mại Kim Long. Vị trí thửa đất ngày hôm nay di chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh thì mình mất chỉ tầm khoảng cỡ 70 km thôi ha anh chị, cũng khá là tiện để di chuyển. Nếu mà đi ô tô thì tầm khoảng cỡ 1.5 tiếng thôi ha anh chị ha. Hồ Quảng Thành này là một trong những hồ khá là đẹp tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện trạng thì hồ Quảng Thành đang làm bờ kè để xây lại khu dân cư đông nghẹt luôn anh chị ha. Nếu anh chị cô chú mình di chuyển thẳng hướng này thì mình sẽ về tới Lâm Sang, về tới Cẩm Mỹ, về tới đường DT765 để về quốc lộ 1A. Thì từ vị trí thửa đất chúng ta, nếu cách quốc lộ 1A thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 20-25 cây số thôi anh chị. Long Hoài đang đưa Playcam bay ngược lại vị trí đất để anh chị cô chú mình quan sát được cái khu vực quanh khu vực này theo cái hướng về hướng Quảng Thành ha. Ở đây thì khá là nhiều nhà vườn bự lớn không à. Mật độ dân cư ở đây thì nhà cách nhà thì cũng tầm khoảng 20m, 30m, quay qua quay lại là có nhà. Và ngay trung tâm thì là một khu trung tâm đường bàn cờ, cho nên nhà cách nhà là san sát với nhau, y như đô thị ha anh chị. Còn cái gần cái mảnh đất của chúng ta thì nhà cách nhà quay qua quay lại là có nhà rồi. Đó, ngay chỗ cái dấu màu xanh xanh ngay chỗ đây nè là vị trí đất của chúng ta rồi. Đường xá thì thông thoáng với nhau hết. Rồi, Long Hòa đưa thêm Playcam bay một vòng về hướng ngược lại ha. Cái bề mặt suối chúng ta là bề mặt suối rộng 5m. Nước thì chảy quanh năm ha. Suối này thì có bờ kè sẵn rồi anh chị. Đó, cái mặt suối với cái mặt đường nó ôm lại cái mảnh đất của chúng ta, nó y như là một gần giống như là một ốc đảo vậy ha. Rồi hướng này mình chạy thẳng một đường này á là mình sẽ về tới trung tâm của xã Bình Giã, về tới con đường Mỹ Xuân Ngai Dao Hòa Bình, đoạn nối từ quốc lộ 51 để về tới Xuyên Mộc
Đường xá ở đây thì cũng khá rộng rãi anh chị ạ. Anh chị chạy thẳng hướng này tầm khoảng cỡ một cây số nữa thôi, mình sẽ tới con đường Bình Giã Quảng Thành, một con đường liên huyện. Còn di chuyển thẳng hướng này luôn thì mình sẽ ra tới trung tâm của xã Bình Giã ha. Ở chỗ đó thì có chợ, có trường học, có trung tâm y tế và những dịch vụ ăn uống. Gần đây thì có khá như là nhiều homestay, nhà vườn cũng như là câu cá giải trí, quán ăn. Con đường này là con đường Bình Giã Quảng Thành anh chị ạ. Hướng đó mình chạy thẳng thì mình cũng sẽ ra tới được đường Kim Long Quảng Thành, ngay chỗ cái hồ Quảng Thành hồi nãy đó, anh chị. Còn nếu mà mình di chuyển thẳng theo hướng này thì mình sẽ về tới trung tâm của xã Bình Giã ha. Rồi, bây giờ Long Hoài đưa Lê Cam bay về lại vị trí đất của mình. Với những lô đất mà có mặt tiền dài, rồi có suối, suối này thì suối lớn, rồi có thổ cư như thế này thì cũng là một trong những sản phẩm khan hiếm tại tại Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu ha anh chị. Đi theo con đường này là mình sẽ vào tới vị trí đất rồi anh chị. Đó, vị trí đất của chúng ta nằm ngay đây ha. Rồi, vị trí ranh giới của chúng ta là từ cây trụ điện này ha anh chị, mình đổ qua tới cây trụ điện thứ 6. À, là mình được 124m mặt tiền đường, chuẩn bị đổ nhựa ha. Hiện tại thì đường của chúng ta là đường rộng khoảng 6m. Ô tô xe tải gì đi lại thoải mái. Đối diện dưới chúng ta cũng là một cái homestay, cũng đang rao bán luôn ha, 1.000m², rao bán với giá là 1.8 tỷ. Ở đây thì mình có điện nè, có điện dân sinh, rồi có nước máy luôn ha. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu mà đăng ký nước máy thì mình có thể vô nước máy ha anh chị. Rồi, vị trí đất của chúng ta là nằm bên này. Cặp bên này là nguyên một cái dòng suối ha, nguyên một dòng suối bao lại khoảng gần 150m mặt suối. Đất của chúng ta nó có hai cái khuyết điểm anh chị ạ. Đầu tiên là ngay chỗ mà mấy bạn đang ngồi nè, hai bạn đang ngồi đây ở ngay đây á, là nó có một cái cống đó, cái cống thoát nước đi ra để ra cái suối của chúng ta. À, đây là cái khuyết điểm thứ nhất ha. Cái khuyết điểm thứ hai là đất của chúng ta nó thấp hơn mặt đường, nó thấp hơn là tầm khoảng cỡ nửa mét ha. Thì mặt đường ở đây đất của chúng ta thấp hơn khoảng nửa mét, nhưng mà ngay chỗ mấy cái cây cao cao anh chị, ngay chỗ đó, ngay chỗ cái lũy tre đó, gần gần với mấy cây dừa thì đất nó sẽ cao hơn. Nếu mà anh chị cô chú mình mà làm nhà đó thì mình có thể là làm ngay chỗ mấy cái cây cao đó, đó ngay chỗ mấy cây dừa đó, đó thì nó sẽ khá là đẹp ha. Ngay chỗ đó thì đất nó cao hơn. Đó. Còn hướng này thì mình chạy ra tới trung tâm của xã Quảng Thành ha anh chị. Từ vị trí thửa đất của chúng ta nếu mà di chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh đó, là mình mất tầm khoảng cỡ 70 cây số thôi. Đi ô tô là tầm khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi. Vị trí thửa đất cách dưới biển Vũng Tàu là tầm khoảng cỡ 40 cây số ha. Cách biển Hồ Tràm xuống Nóng Bình Châu là tầm khoảng cỡ 35 cây. Ở đây thì khá là bình yên. Long Hoài cũng quay cái mặt suối luôn ha. Mặt suối chúng ta là rộng 5m, đã có bờ kè hết rồi ha anh chị. Vào mùa mưa thì nước nó cũng không có tràn vào ở trong đất của chúng ta, do là đất của chúng ta nó cao hơn mặt suối là khoảng cỡ nửa mét. Rồi, từ vị trí ranh giới này mình đổ thẳng xuống dưới hướng này á. Đó, nguyên một vạt đất nằm bên này nè, là cụ đất cần rao bán anh chị ha.
124 mét mặt tiền, khá là dài ha. Rồi bây giờ Long Hoàng chạy ngược lại ha. Đâu chúng ta nằm mé bên tay trái ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hoàng gửi sổ ha anh chị. Đất của chúng ta có 3 sổ, 3 thửa liền kề, ráp lại cũng khá là vuông vắn ha. Tất cả các sổ đều đã làm khu đo hết rồi, đã cấp đổi thành sổ mới hết rồi, nên anh chị cô chú mình an tâm về mảng pháp lý ha anh chị. Sổ đầu tiên có diện tích là 321 mét vuông, đất trồng cây hàng năm khác. Sổ thứ hai có diện tích là 6.979 mét vuông, có 300 mét thổ cư. Long Hoàng nói luôn ha, thổ cư ở đây là thổ cư di chuyển ha anh chị. Đường thể hiện trên sổ, sau đất là có suối luôn ha. Và Long Hoàng cũng nói luôn ha anh chị, suối ở đây là không có hành lang bảo vệ suối ha, nên chị cô chú mình an tâm về vấn đề sau này nhà nước có làm thì sẽ có hành lang mình bị mất đất hay không ha. Thì hiện tại ở đây thì chưa có hành lang bảo vệ suối ha anh chị, do là bề mặt suối nó cũng nhỏ, thường thường đại đa số ở huyện Châu Đức á, thì suối cũng đại đa số là suối nhỏ thôi ha, là nó không có hành lang bảo vệ suối. Còn đây là cuốn sổ thứ ba của chúng ta, sổ thứ ba là 923 mét vuông, hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Đất của chúng ta có 3 sổ, 3 thửa liền kề. Còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của chúng ta ha anh chị. Cái sổ này á là 6.979 mét vuông. Sổ này thì suối bao quanh ha. Rồi một sổ này, sổ này là 923 mét vuông. Và một sổ này, sổ này là 321 mét vuông. Nó ôm lại cái suối y như là một ốc đảo ha. Đường thể hiện trên sổ và đường trên thực tế là đường thông ha anh chị. Đất của chúng ta là quy hoạch đất cây lâu năm ha anh chị ha. Có 300 mét thổ cư sẵn. Rồi bây giờ Long Hoàng quay quang cảnh xung quanh cũng như là di chuyển ra ngoài những con đường lớn để anh chị cô chú mình tiện hình dung ha. Ở đây thì mảng xanh nó nhiều cho nên không khí nó cực kỳ mát mẻ. Cái loại đất quanh khu vực này là loại đất mỡ gà nên là trồng cũng được rất là nhiều loại cây ăn trái, như là sầu riêng, chôm chôm, bơ, măng cụt, bưởi. Dù là đất mỡ gà, mặc dù đất mỡ gà nhưng mà vẫn trồng được sầu riêng ha anh chị ha. Nó không tốt bằng đất đỏ Bắc Giang được nhưng mà nó cũng trồng được. Khu vực này thì trồng nếu mà đó như ở bên đây nè, hiện trạng là cũng đang trồng sầu riêng nè anh chị. Ngay chỗ đây thì nó có cái view dòm xuống cũng khá đẹp ha. Dòm xuống đây là dòm xuống cái hướng đất của chúng ta đó ha anh chị. Và cái hướng bên đó là hướng của trung tâm của xã Quang Thành. Về đường xá thì tất cả các trục đường nó đều đấu nối với nhau hết. Nó không phải là đường bàn cờ nhưng mà nó đều đấu nối lại với nhau hết. Mình di chuyển qua xã này xã kia, di chuyển ra đường liên huyện liên tỉnh gì nó cũng khá là gần. Đặc biệt nếu anh chị cô chú mình ở khu vực này á, mình di chuyển về tới Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai nó cũng khá là gần. Di chuyển về tới đường DT765 nó cũng khá là gần ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà mình di chuyển về tới đây thì mất tầm khoảng cỡ 70 cây số thôi, tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đi ô tô ha anh chị, theo con đường cao tốc Biên Hòa, theo con đường cao tốc Long Thành, chạy tới ngay chỗ ngã ba Mỹ Xuân. Mình chạy thẳng vào là mình cũng sẽ vào tới vị trí đất rồi ha. Hoặc là Long Hoàng có ghim vị trí cụ thể chính xác vị trí đất để cho anh chị cô chủ mình tham khảo từ vị trí nhà của chúng ta tới vị trí đất để xem cái khoảng cách của mình nó bao xa hay không. Vòng vòng ở đây thì cũng khá là nhiều nhà vườn, home thay, rồi có dịch vụ câu cá, ăn uống giải trí. Ẩm thực ở đây cái món ăn mà được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích đó là món chả giò cá hoặc là món bánh canh cá lóc, cũng là một trong những món ăn mà khá là nổi tiếng ở khu vực này ha anh chị. Long Hoài cũng phái mấy món ăn ở khu vực này, có dịp nào mà chạy vô đây thì mời anh chị cô chú mình cùng ghé những cái quán ở dọc lề đường, đều là bán theo một khẩu vị như nhau hết ha. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta, thửa đất này có tổng diện tích là 8.000 mét vuông, có 300 mét thổ cư, có 124 mét mặt tiền đường thể hiện trên sổ và chuẩn bị trải nhựa, và có gần 150 mét mặt suối. Suối thì suối lớn, nước chảy quanh năm. Đất của chúng ta thấp hơn mặt đường khoảng nửa mét, nhưng mà có một đoạn thì nó sẽ cao. Nếu mà anh chị cô chú mình có làm nhà thì mình làm nhà ngay chỗ đoạn cao đó ha, thì nó cũng khá là đẹp. Còn nước suối thì nó sẽ không tràn vào đất do suối của chúng ta đã có bờ kè rồi. Và hiện tại là anh Hiếu này đang mong muốn bán thửa đất này với giá là 1 tỷ trên một sào, 8 sào là 8 tỷ ha anh chị. Và giá này là anh chị cô chú mình còn gặp chủ, gặp anh Hiếu để thương lượng đàm phán theo một cái giá tốt nhất nữa nếu như anh chị cô chú mình thiện chí ha. Thửa đất này nếu như mà cao điểm của nó rơi vào khoảng tầm khoảng từ 11 cho tới 12 tỷ ha anh chị. Nếu như mà cao điểm á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 11 cho tới 12 tỷ theo kênh bất động sản Đông Hoài đánh giá ha.
Vì Hoài cũng là dân địa phương ở đây luôn, trên cái giao dịch, lịch sử giao dịch hoặc là những cái biên độ giá làm sao thì Long Hoài cũng nắm khá là rõ. Vị trí đất của chúng ta nếu mà di chuyển về tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm xuống Nóng Bình Châu thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 35 tới 40 cây số thôi anh chị. Long Hoài đang quay ở đây là đoạn Kim Long Quảng Thành, đường này là con đường liên huyện và nó bắt đầu từ đường quốc lộ 56. Hướng này là hướng ra quốc lộ 56 nè, còn hướng sau lưng màn hình là sẽ chạy về tới Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, về tới đường DT765 anh chị ha. Rồi, Long Hoài quay cho anh chị cô chú mình tham quan sơ tới đây thôi ha. Long Hoài xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Về phần vị trí trên Google Maps, Long Hoài sẽ ghim vị trí cụ thể chính xác, vị trí thửa đất ở dưới phần bình luận hoặc giờ là dưới phần mô tả. Hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo review về bất động sản. Nếu chị cô chú mình thấy video này hay bổ ích, cho Long Hoài một nút đăng ký kênh, một nút like, một nút comment hoặc chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Kênh Bất Động Sản Long Hoài cũng nhận quay review chính chủ.